chào quý khán giả theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022, chương trình có nội dung đáng chú ý. Ngày này 77 năm trước, quân dân Nam Bộ mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp quay lại xâm lược. Tinh thần và hào khí của ngày Nam Bộ kháng chiến thành đồng tổ quốc vẫn vẹn nguyên. Hậu Giang điều động bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ làm nông chuyên nghiệp phải được nâng cao kiến thức, có khát vọng làm giàu và được hỗ trợ bởi chính quyền cấp ủy có tâm, có lòng. Kính thưa quý khán giả, mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến, rền khắp trời lời quang hô, dân phương Nam nhịp chân tiến lên trận tiền. Lời bài hát Nam Bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn về ngày lịch sử 23 tháng 9 năm 1945 mãi vang vọng trong tâm trí bao thế hệ người dân Nam Bộ và cả nước mỗi dịp kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến. Ngày này 77 năm trước, quân dân Nam Bộ mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp quay lại xâm lược. Thời gian trôi nhanh, nhưng tinh thần và hào khí ấy vẫn vẹn nguyên. Thành đồng tổ quốc là thành đồng của lòng dân, sức mạnh cuộc khởi của tinh thần yêu nước, của ý chí cách mạng tiến công, của khát vọng độc lập tự do mà Nam Bộ và Sài Gòn khi đó vừa được hưởng. Dù không trọn vẹn, trong vòng đúng 3 tuần lễ, thành đồng tổ quốc còn là biểu tượng của tinh thần không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thách thức của xứ quỷ, chính quyền, dân và quân Nam Bộ. Ý nghĩa thiêng liêng của danh hiệu này được các thế hệ cán bộ, dân và quân các tỉnh Nam Bộ trân trọng giữ gìn, tiếp tục làm sáng ngời giá trị qua các thời kỳ cách mạng, cùng với cả nước giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân được sống trong hạnh phúc, ấm no. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng dự có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ông Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1 tháng 10. Quyết định ông Trần Văn Chính, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành A, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành A, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giới thiệu hiệp thương tham gia thành viên Ủy ban, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, từ ngày 1 tháng 10. Quyết định ông Võ Văn Trung, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh, giới thiệu bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, từ ngày 1 tháng 10. Quyết định ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Long Mỹ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025, và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Long Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 10. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, một trong ba đột phá chiến lược của Hậu Giang là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định điều động bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Trung ương là nâng cao năng lực, phẩm chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của ông Châu Minh Tiến khi lãnh đạo Hội nông dân tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào công tác tổ chức xây dựng đảng và xây dựng tỉnh Hậu Giang thời gian qua. Đối với các cán bộ nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết,
cùng tập hợp đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh phát triển. Chiều nay, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của ngành. Cùng dự có ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 8 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động văn hóa thể thao du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tổ chức thành công giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta Hậu Giang 2022 với sự tham gia của hơn 8.500 vận động viên. Hoàn thành Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ 9, ban hành đề án thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. 8 tháng qua, đón hơn 250.000 lượt khách tham quan du lịch, doanh thu đạt gần 115 tỷ đồng. Mặc dù du lịch có khởi sắc, nhưng những sản phẩm còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa cao, các điểm tham quan du lịch chậm được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao, còn thiếu. Tháo gỡ khó khăn này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị tỉnh cho chủ trương mua tàu du lịch xà no, xây dựng bến neo đậu tàu mới, bố trí một phần đất xây dựng nhà chờ cho khách, gian hàng ô cốp, kho chứa hàng hóa phục vụ tàu du lịch. Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua chức năng tham mưu của ngành còn hạn chế, dẫn đến hoạt động du lịch chưa mang tính bền vững, thiếu tính liên kết, phát triển thấp hơn tiềm năng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bám sát nghị quyết số 4 của tỉnh, lựa chọn những sản phẩm du lịch có tiềm năng và sức lan tỏa cao để tập trung phát triển, khai thác có hiệu quả Lung Ngọc Hoàng, tuyến kênh sáng Xà No, khôi phục lại chợ nổi Ngã Bảy để vực dậy ngành du lịch tương xứng với vị thế là một trong 4 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Thưa quý khán giả, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch phát triển thị trường khoa học công nghệ 5 năm và hàng năm, đẩy mạnh cải cách thể chế, lấy nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực và doanh nghiệp làm trung tâm phù hợp với cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ cho rằng phát triển thị trường này cần tuân thủ quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh theo hướng đánh giá thành giảm, chất lượng cao, thanh toán thuận lợi. Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hệ thống cơ chế chính sách về thị trường khoa học và công nghệ của nước ta được hình thành và từng bước hoàn thiện. Nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy phát triển thị trường này được ban hành. Nguồn cung hàng hóa khoa học và công nghệ phong phú đa dạng. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp với nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo chiếm khoảng 25% thị phần hàng hóa khoa học và công nghệ được các doanh nghiệp nước ta tiêu thụ. Điểm nghẽn trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ hiện nay là thể chế và chính sách thiếu tính đồng bộ. Nguồn cung công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước còn khiêm tốn, nên các doanh nghiệp phải nhập 75% hàng hóa từ nước ngoài. Chỉ có 0,3% doanh nghiệp lựa chọn chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và 0,6% đối với tổ chức ngoài công lập. Chiều nay, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hectare trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2016 đến năm 2020. Từ năm 2016 đến năm 2020, Hậu Giang triển khai thực hiện gần 600 công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng cần thu hồi đất và các công trình dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng với hơn 2.300 hectare.
Đến nay có trên 420 công trình dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Thực hiện các chính sách hỗ trợ tái định cư khoảng 2.270 nền, gần 920 nền được bố trí cho người dân. Khó khăn hiện nay là các dự án người dân đều khiếu nại về giá đất do có sự chênh lệch cao so với giá thị trường. Chủ đầu tư chưa chủ động khảo sát hiện trạng thực địa, dẫn đến việc thống kê diện tích từng loại đất không đầy đủ. Thời gian lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan trong việc quy hoạch sử dụng đất qua từng năm, xây dựng kế hoạch thu hồi đất đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, đúng quy định của pháp luật, tăng cường rà soát những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khu tái định cư có thu hồi đất để có hướng giải quyết dứt điểm, phù hợp tình hình thực tế, quan tâm công tác kiểm tra, thanh tra và đánh giá hiệu quả sử dụng đất. Đội ngũ làm nông chuyên nghiệp phải được nâng cao kiến thức, có khát vọng làm giàu và được hỗ trợ bởi chính quyền cấp ủy có tâm, có lòng. Trong bối cảnh lúa gạo trở thành hàng hóa cạnh tranh, thay vì nghĩ đến việc nâng cao năng suất, nông dân nên tập trung nâng chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới, gắn với thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và nhiều hợp tác xã trong tỉnh. Hiện cả nước mới có khoảng 28.000 hợp tác xã, hơn 100 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 100.000 tổ hợp tác, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm khoảng 66%. Trong khi nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã, có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đây là những mục tiêu khó khăn, đòi hỏi kinh tế hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết. Diễn đàn tập trung phân tích cơ hội và thách thức, đề ra giải pháp để chuyển đổi số mạnh và nhanh trong phát triển kinh tế hợp tác xã, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho khu vực kinh tế hợp tác xã thông qua chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số sẽ là công cụ quan trọng để phát triển và chuyển đổi mô hình kinh tế hợp tác xã một cách linh hoạt, phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, góp phần giúp các hợp tác xã tiếp cận nhanh với thị trường và gắn với chuỗi giá trị. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Văn phòng Chính phủ tích cực tiếp thu và đề ra kế hoạch triển khai việc chuyển đổi số trong hoạt động kinh tế hợp tác xã. Ngành nông nghiệp tiếp tục thay đổi phương thức quản lý và nhận thức để việc chuyển đổi số đạt hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực phục vụ cho sự đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể. Chuyển đổi số là xu hướng phát triển sống còn, giúp kinh tế tập thể khai thác tối đa lợi thế, gia tăng lợi nhuận, tạo ra đội ngũ làm nông nghiệp hiện đại. Kính thưa quý khán giả, Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Điều này đòi hỏi phải hình thành được một đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Trước bối cảnh này, chiều nay, tạp chí Kinh tế Sài Gòn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo làm gì để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Hội thảo xác định rõ các loại tri thức mà người nông dân cần có, tìm kiếm nguồn thông tin tri thức đó ở đâu và cơ chế chính sách nào để có thể phổ cập các kiến thức tri thức đó đến với người nông dân. Tham gia hội thảo có nhiều chuyên gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ, doanh nhân ngành nông nghiệp có kinh nghiệm và đã thành công, cùng đại diện các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hợp tác xã và hội quán ở đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo được live stream trên fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Phát biểu đề dẫn hội thảo thông qua đoạn băng ghi hình, ông Lê Minh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mong muốn các đại biểu cùng nhau trả lời hai câu hỏi. Vì sao phải cần có đội ngũ nông dân chuyên nghiệp? Và thế nào là người nông dân chuyên nghiệp? Theo Bộ trưởng, nông nghiệp sản xuất theo kinh nghiệm là nhân tố tích cực, nhưng kinh nghiệm chỉ phát huy trong một không gian hẹp, sự thay đổi rất chậm chạp. Cũng kinh nghiệm đó, nhưng nhiều người khi ứng qua một không gian khác, đất đai khác, sự thay đổi nhanh hơn, thì kinh nghiệm đó không còn tác dụng nhiều. Người dân có xu thế tiêu dùng xanh, điều này sẽ chi phối đến sản phẩm của nông dân. Tư duy kinh tế nông nghiệp có thể chúng ta sản xuất số lượng không lớn, nhưng giá trị mang lại phải lớn. Mà quá trình đó là một quá trình mà không thể là kinh nghiệm giải quyết được, mà chúng ta cần phải, nông dân phải được đào tạo, phải được huấn luyện. Hay là nói cách khác, chúng ta nói nông dân làm nông, chúng ta hay dùng từ là nghề nông, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta xem làm nông là một nghề. Bởi vì nếu là một nghề thì phải đi học, học để có tri thức, từ tri thức nó mới chuyển thành chuyên nghiệp. Khi chuyên nghiệp thì chúng ta chỉnh chu từ cái tổ chức làm ăn cho tới cái chế biến, tới cái bảo quản, tới biết là kinh doanh cái nông sản mình tạo ra. Cùng một loại nông sản, nhưng mà nếu chuyên nghiệp thì có thể biết cách để mà bán giá nó cao hơn. Do đó thì không có tri thức thì không thể chuyên nghiệp. Mà không có nông dân chuyên nghiệp thì không có một cái ngành nông nghiệp chuyên nghiệp. Một trong 9 giải pháp về nông nghiệp, nông thôn, nông dân mà đảng ta xác định là nâng cao năng lực của người nông dân, bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ với công việc. Kiến thức là tối ưu hóa các thiết bị thông minh, hiểu được công nghệ chế biến, bảo quản. Nông dân cần có kỹ năng bán hàng, biết quan hệ với đối tác, chủ động không gian hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, cùng nhau làm giàu. Đây là yêu cầu đối với nông dân chuyên nghiệp. Từ gợi ý này, các đại biểu đưa ra nhiều con đường hướng đến phát triển đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Cần, trưởng khoa phát triển nông thôn Đại học Cần Thơ, đặt vấn đề rất đau đáu hiện nay là người trẻ không thích làm nông nghiệp. Nhiều trường đại học trên cả nước tuyển sinh cho các ngành nông nghiệp gặp khó khăn, thiếu người học, một số ngành phải tạm dừng tuyển sinh. Nếu như không có giải pháp và chính sách phù hợp, trong tương lai gần, đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu hụt nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao này. Giải pháp đưa ra là cần có chính sách ưu tiên cung cấp học bổng cho đào tạo các ngành nông nghiệp then chốt tại các cơ sở đào tạo trọng điểm và khu vực, hướng nghiệp, giáo dục nông nghiệp cho học sinh phổ thông để thu hút giới trẻ yêu thích nghề nông nghiệp là con đường mang tính chất chiến lược dài hạn, hướng đến phát triển đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp. Như vậy thì kinh nghiệm của Thái Lan là họ đã có cái sáng kiến hướng nghiệp rất là sớm cho học sinh, và họ đưa cái giáo dục nông nghiệp vào trong cái chương trình hướng nghiệp cho học sinh trung học và cơ sở và phổ thông. Ví dụ như là họ tổ chức cho học sinh đi sưu tập các cái nguồn gen cây trồng, rồi mở các cái lớp học trên đồng ruộng để cho học sinh làm quen với lại nông nghiệp, biết, hiểu biết về nông nghiệp. Và các cái nhà giáo dục thì tin rằng các cái hoạt động hướng nghiệp đích thực này nó sẽ giúp cho học sinh quý trọng cái ngành nông nghiệp, họ yêu quý nông nghiệp và nông thôn hơn, và họ có trách nhiệm với nông thôn, với cộng đồng. Đào tạo gắn liền với thực tế là hướng đi phù hợp. Thực tế từ các doanh nghiệp đã thành công cho thấy, làm nông chuyên nghiệp cần định vị được nhu cầu thị trường.
cung cấp thông tin cho nông dân về thị trường, kỹ năng đàm phán, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông thôn và Phát triển Nông thôn 2, trình bày thực tế sinh động về những nông dân hiện đại. Cấp ủy chính quyền nhiều tỉnh, thành phố có nhiều chương trình, hoạt động giúp nông dân, các hợp tác xã, hội quán bằng cách nói chuyện với nông dân hàng tuần, hàng tháng, đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp xuất khẩu, siêu thị, chợ đầu mối. Từ đây khơi gợi được tinh thần học hỏi của nông dân. Cái ông nông dân mà muốn chuyên nghiệp mà ông bí thư với ông chủ tịch xã mà ù lì thì tôi nghĩ chả làm được gì hết. Thì đó là cái mà tôi cái kinh nghiệm mà chúng tôi đề xuất, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cấp ủy chính quyền phải cần có nhiều cái hoạt động hỗ trợ để giúp tri thức hóa người nông dân, giúp nông dân chuyên nghiệp, từ hỗ trợ nông dân trong cái phạm vi của mình, trong cái khả năng, trong cái quyền hạn của cấp ủy, của chính quyền của mình. Hậu Giang rất là hay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang lại kể cả có cái một cái nghị quyết rất là nhỏ luôn, là hỗ trợ cho nông dân và doanh nghiệp giải pháp để làm sao nâng cao cái chất lượng nông sản của tỉnh Hậu Giang lên, và hỗ trợ rất là cụ thể. Anh muốn làm tiêu chuẩn chất lượng thì anh được hỗ trợ cái gì, rất là quan tâm tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang hiện nay là có một cái đề án luôn, là nghị quyết 26 tỉnh Hậu Giang là phát triển nông nghiệp bền vững của Hậu Giang, là gắn rất là nhiều cái chuyện mà phát triển nông dân chuyên nghiệp. Con đường trở thành nông dân chuyên nghiệp là không có điểm dừng. Làm gì để hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp là câu hỏi lớn. Qua các ý kiến thảo luận tại hội thảo, phần nào tìm được câu trả lời. Đó là làm sao tập hợp nông dân lại với nhau trong không gian hợp tác giữa nông dân với nông dân, nhà trường, doanh nghiệp. Điều quan trọng là làm sao người nông dân nâng cao kiến thức, có khát vọng làm giàu, được hỗ trợ bởi đội ngũ chính quyền cấp ủy có tâm, có lòng. Những ý kiến tâm huyết tại hội thảo là chất liệu tốt để các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, nhà báo tiếp tục suy nghĩ về con đường làm nông chuyên nghiệp, làm nông và tri thức. Ông sản xuất cái giống này hoặc là cái con này. Có đội ngũ làm nông chuyên nghiệp, nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội bứt phá, biến những tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực, đưa vựa lúa của cả nước đến gần hơn với con đường nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và cơ cấu lại sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường toàn cầu. Mời quý khán giả theo dõi tiêu điểm của thời sự hôm nay. Theo kế hoạch, xuất khẩu gạo năm nay của nước ta đạt khoảng 6 triệu 300 ngàn cho đến 6 triệu 500 ngàn tấn, cao hơn từ 100 cho đến 200 ngàn tấn so với năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo đạt gần 4 triệu 800 ngàn tấn, mang về kim ngạch gần 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 20% về lượng và gần 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà này, khả năng đạt và vượt kế hoạch cả năm là rất cao. Philippines tiếp tục là thị trường số 1 và chiếm tỷ trọng 50% của xuất khẩu gạo Việt Nam. 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt gần 2 triệu 400 ngàn tấn, với giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Thương nhân nước này tập trung vào phân khúc gạo thơm, chất lượng cao, đây cũng là lợi thế của Việt Nam. Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai là Trung Quốc, với hơn 500 ngàn tấn gạo, giá trị gần 270 triệu đô la Mỹ. Thưa quý khán giả, trong tổng số 6 triệu 200.000 tấn gạo Việt Nam xuất khẩu trong năm ngoái, gạo thơm chiếm tỷ trọng là 41%, gạo trắng chất lượng cao chiếm 37% và gạo nếp chiếm 16%. Nhìn vào cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu, rõ ràng nước ta chuyển mạnh sang gạo thơm, gạo chất lượng cao. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, phân khúc gạo thơm và chất lượng cao của Việt Nam được sản xuất từ giống lúa Đài Thơm 8, OM5451 và OM18. Là những giống không có một nước xuất khẩu gạo nào có thể thay thế được. Đây là những giống lúa cho phân khúc gạo đáp ứng được nhu cầu thị trường và có tính cạnh tranh rất cao so với phân khúc gạo thơm của Thái Lan, Campuchia. Chính những yếu tố này định hướng cơ cấu chủng loại sản xuất trong vụ đông xuân 2022-2023 vùng đồng bằng sông Cửu Long
cần tập trung vào các giống lúa OM18, OM5451 và Đại Thâm 8. Nhờ những gam màu tươi sáng trong bức tranh xuất khẩu gạo cho thấy ngành hàng lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đã đi vào bài bản căn cơ. Trước nhiều thách thức của biến đổi khí hậu, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, vùng đồng bằng sông Cửu Long vượt qua ngoạn mục, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước và phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh lúa gạo trở thành hàng hóa cạnh tranh, thay vì suy nghĩ đến việc nâng cao năng suất, nông dân nên tập trung vào hai con đường, nâng chất lượng và giảm giá thành sản xuất. Vấn đề này được ngành chức năng phân tích sâu tại hội nghị sơ kết sản xuất vụ thu đông mùa năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 vùng Nam Bộ tổ chức mới đây. Vụ đông xuân 2022-2023, khu vực Nam Bộ sẽ xuống giống khoảng 1.580.000 hectare. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là 1.500.000 hectare, giảm 6.890 hectare so với cùng kỳ. Phân tích những yếu tố để giảm giá thành sản xuất, các chuyên gia cho rằng trước tiên là giảm các yếu tố đầu vào tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, bao gồm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống và chi phí thu hoạch bằng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến hiện nay. Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh đến việc giảm lượng giống gieo xạ. Trong những cái điều kiện của hè thu, điều kiện của thu đông, điều kiện của đông xuân chúng ta vẫn có thể giảm giống được. Không nên có những cái đổ thừa là ốc bưu vàng hay là đồng ruộng của chúng ta không được bằng phẳng hay là lượng giống nó nảy mầm không tốt vân vân. Tất cả những yếu tố đó chúng ta đều có thể khắc phục được. Khi mà mình xác định được là mình sản xuất hàng hóa thì mình phải giảm, chứ không thể mình nói là tôi sản xuất cao thì tôi phải bán cao. Đến một cái lúc nào đó mà cái cạnh tranh về giá nó hết sức quan trọng thì ai giảm chi phí sản xuất người đó sẽ bán được lúa gạo tốt hơn. Còn theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh, với cơ cấu giống lúa phong phú, trình độ công tác của nông dân hiện nay, năng suất lúa có thể đạt đến 7 tấn một hecta, cao nhất trong khu vực. Trong khi nông dân Thái Lan một năm chỉ sản xuất một vụ mùa, năng suất chỉ đạt 2,5 tấn một hecta. Năng suất lúa đạt cực đại, nông dân muốn tăng năng suất hơn nữa không phải dễ. Do vậy, để nâng cao vị thế hạt gạo Việt Nam có hai con đường là nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản xuất đến mức thấp nhất. Lựa chọn cơ cấu giống ưu tiên là cái lợi thế cao xuất khẩu và cân đối vừa phải cái tỷ lệ giữa cái cơ cấu để mà phục vụ chế biến và cũng như là cái nhóm đặc sản lúa thơm và cân đối lại sao nó vừa phát huy cái lợi thế và cũng là đáp ứng được cái phân khúc của thị trường. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong nhiều chuyến công tác tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, nông dân chia sẻ nhờ chương trình hỗ trợ kỹ thuật sản xuất của ngành nông nghiệp nên sử dụng ít lúa giống, ít phân bón nhưng vẫn đảm bảo được năng suất. Áp dụng các biện pháp sản xuất tiên tiến, nông dân tiết kiệm được nhiều chi phí, đảm bảo được thu nhập trong lúc chi phí vật tư đầu vào tăng cao. Chúng tôi đã theo dõi và các địa phương đều có đánh giá là năng suất không bị giảm, mà còn hơn nữa đó là để giảm được cái sâu bệnh. Thế thì đây là cái đảo rất kinh nghiệm, rất quý. Tôi nên đề nghị các địa phương chúng ta nên có đánh giá để khuyến lại và nhân rộng cái mô hình này. Hưởng ứng chương trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động về giảm lượng giống lúa gieo xạ, nông dân các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long thay đổi tập quán gieo xạ lúa mật độ dày sang xạ thưa. Các tỉnh chủ động xây dựng nhiều mô hình giảm lượng giống gieo xạ từ 150kg một hecta xuống còn 80kg một hecta, đạt kết quả tốt. Đây là khâu then chốt để áp dụng phương pháp canh tác tiên tiến, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào đồng ruộng, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng xuất khẩu gạo giảm dần, song các chỉ tiêu về gạo đặc sản, gạo chất lượng cao, sản phẩm chế biến từ gạo, tỷ lệ gạo có thương hiệu đều tăng dần qua từng năm. Điều này thể hiện rõ hướng đi của ngành lúa gạo thời gian tới là giảm diện tích, sản lượng xuất khẩu để tập trung nâng cao chất lượng gạo và giá bán. Đây là mục tiêu đúng và phù hợp với tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo hiện nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ký nhiều hiệp định thương mại tự do với các đối tác quốc tế. Ngành lúa gạo muốn vực dậy không có cách nào khác là phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các quốc gia nhập khẩu. Và nội dung vừa rồi
khép lại chương trình Thời sự Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.